Mến chào khán giả nha. Chúc khán giả một buổi chiều vui vẻ. Hôm nay mình có mặt ở bờ kè của dòng sông Chợ Gạo, mình quay xà lan cho khán giả anh chị và các bạn cùng xem nha. Xà lan này Vĩnh Long lấy đá Đồng Nai về cầu Rạch Miễu Bến Tre về dòng sông Mê Công về các tỉnh thành miền Tây nha. Chiếc xà lan này ở An Giang về chở hàng thùng về thành phố nha khán giả, về đi ngang dòng sông Chợ Gạo về thành phố các tỉnh thành này. Chạy chưa chở hàng quá, chạy thật là nhanh. Chiếc ghe chở dừa nạo, dừa uống nước nha khán giả, chạy ngang dòng sông Chợ Gạo chạy về thành phố. Đây có chiếc xà lan đá. Đây có chiếc xà lan đá của Long An này, chở một xà lan đá chạy về ngang dòng sông Chợ Gạo về cầu Rạch Miễu Bến Tre về ngang dòng sông Mê Công nha khán giả. Đây lên cho khán giả anh chị và các bạn cùng xem.
ở đây là xà lan chạy ngang dọc sông Chợ Gạo, là về ngang dòng sông Mê Công mà thì đi về về sông Tiền mà. Đi ngang dòng sông Chợ Gạo sẽ về Bến Tre. Đây là có chiếc xà lan chạy không, không có chở hàng hóa nha khán giả. Ở dòng sông Bến Tre chạy về ngang dòng sông Chợ Gạo. Chị Giác ở đây xin tạm dừng. Cảm ơn khán giả anh chị và các bạn đã xem hết video của Cuộc Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.